Một người nữa hỏi: kính bạch thầy, con lấy chồng do hai gia đình xếp đặt, về nhà chồng con mới biết con không thấy có bố chồng, hỏi ra con mới biết bố chồng con đã chết do bố con tự tử. Vậy xin thầy chỉ dạy cho con làm thế nào để làm cho bố con thoát khỏi vòng trầm luân, để gia đình và con cháu của con được bình an, các con của con được công thành danh toại. Kính bạch thầy, bố con tự tử chết như vậy, bố con có tội không ạ? Hàng ngày con niệm Phật thì bố con có được thoát tội không ạ? Những người mà tự tử chết, trong kinh Đức Phật nói đồng với tội giết người không có khác. Mà tội giết người á, thì tội đó chắc chắn sẽ đi gì ạ? Đi xuống và đọa trong ba đường ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Nặng thì địa ngục, vừa vừa thì ngạ quỷ, và nhẹ thì là súc sinh. Cho nên không có chuyện tự tử là gì, là giải thoát đâu. Tự tử là được an vui, được thoát khổ đâu. Các quý vị đừng hiểu lầm như thế. Sống ở thế gian khổ cực phải cố gắng vươn lên để cho thoát khổ. Chứ sống ở thế gian khổ cực mà đi thắt cổ, đi nhảy lầu, đi uống thuốc để tự tử vân vân đó, thì cái khổ đó sẽ đeo đắng mãi. Và trong kinh Nhân Quả Đức Phật nói gì? Cái đó cứ 7 ngày sau thân trung ấm nó hiện lại một lần, và lại thấy mình đi tự tử như thế, khổ đau vô cùng các quý vị. Rồi á, hết 49 ngày ngưu đầu ngục tốt, hoặc trong vòng 49 ngày ngưu đầu ngục tốt lôi vào trước Diêm Vương điện tiền và hành án phạt cái tội là gì? Sát sinh hại mạng, do cha mẹ ban cho mà không biết giữ gìn, không biết tôn trọng, đó là gì? Gọi là phụ lại cái gì? Cái ân nghĩa sinh thành của cha mẹ cao hơn cả núi Thái Sơn. Mình gọi là cao hơn cả núi Tản Viên, cho nên dễ hiểu đi hả? Rộng hơn cả nước gì? Nước sông Hồng đi hả? Đó. Cho nên á, đấy gọi là gì? Vong ân bội nghĩa, phụ lại lòng tin của cha mẹ, tội đó chắc chắn đọa tam ác đạo. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Thôi, chuyện đã qua rồi, điều quan trọng bây giờ giải quyết. Phật tử này nên phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 3 năm để hồi hướng cho cụ. Mỗi khi tụng xong, đọc xong á, cộng thêm phóng sinh nữa, tu phúc làm việc thiện nữa, và lại hồi hướng tên sám hối cái ông cụ ấy, thì đảm bảo 3 năm sau thì chắc chắn được siêu thoát. Cái này một sớm một chiều thì chưa được. Trong các pháp hội Trung Phong hay pháp hội Quan Âm như thế này cũng đi lên để làm bài vị, làm sớ để cầu siêu cho cụ, gọi là gieo duyên dần dần. Tội nặng thì phải lâu mới có thể thoát được. Đã xin hướng dẫn đi vậy. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.